Hi, xin chào. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ nhanh cho bạn ở cái ứng dụng Hello nhé. Ứng dụng Hello thì chắc có lẽ là ai cũng biết rồi phải không? Một số bạn thì có thể là chưa biết hoặc là chưa quan tâm đến. Nhưng mà nó đang có một cái chương trình khá là hay, đó là mời một người bạn thì bạn có thể là nhận được lên đến là 36.000 đồng. Thì cái chương trình của nó sẽ như thế này ha. Ngày đầu tiên khi mà bạn mời bạn của bạn á, thì bạn sẽ nhận được ngay đó là 10.000 đồng khi mà người ta tải ứng dụng này về và nhập mã giới thiệu. Ngày thứ hai bạn của bạn sử dụng á, mà trên 10 phút á, thì Hello nó sẽ gửi tặng cho bạn thêm 2.000 đồng nữa. Ngày thứ ba sẽ gửi tặng cho bạn 3.000 đồng. Ngày thứ bảy sẽ gửi tặng cho bạn 7.000. Ngày thứ 14 thì gửi tặng cho bạn là 14.000 đồng. Như vậy thì bạn của bạn mà khi mà được giới thiệu sử dụng liên tiếp cái ứng dụng này trong vòng là 10 phút mỗi ngày, thì đến ngày thứ 14 thì bạn sẽ nhận tổng số tiền lên đến là 36.000. Thì ở cái ứng dụng này thì nó cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta chỉ cần tải app về về chơi. Và mình thấy được là trên cái ứng dụng này thì cũng khá là nhiều cái thông tin lý thú để cho các bạn có thể học hỏi ha, học hỏi và chúng ta có thể giao lưu trên đây. Trên đây nó là một cái mạng xã hội mà nó vừa có là kiểu nội dung giống như của mạng Facebook nè, và thêm một cái nữa là bên đây thì nó sẽ có video cho chúng ta xem để giải trí giống như của TikTok như vậy á. Và nhiều bạn đặt ra câu hỏi với mình ở trên cái Hello này á, là làm sao để giới thiệu được cho người khác, làm sao để có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Thì mình cũng đăng một cái bài trên đây, mình chỉ đăng như thế này thôi. Thì nhiều người vào và hỏi là bí quyết nào mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, và cách rút tiền ở cái ứng dụng Hello này nó như thế nào, và cách kiếm tiền ra sao. Thì bây giờ thì mình cũng chỉ sơ qua luôn ha. Để kiếm tiền ở trên cái ứng dụng Hello này á, thì cái đầu tiên các bạn cần phải tinh ý một chút xíu là bạn biết được cái ứng dụng Hello này bắt nguồn từ đâu, ai là người giới thiệu cho bạn, thì bạn sẽ áp dụng ngay cái phương pháp đó. Ví dụ như bây giờ là bạn đang xem kênh của mình đúng không? Mình đang giới thiệu cho bạn về cái ứng dụng Hello này. Mình nói là ứng dụng Hello này có thể kiếm một ngày được 300 ngàn, thậm chí là nhiều hơn. Như vậy thì chính bạn là những người đang xem video của mình tạo ra đúng không? Và khi mà như vậy thì bạn bắt đầu tải ứng dụng, bạn nhập mã giới thiệu. Thì bạn nhập mã giới thiệu thì bạn có tiền, mình cũng có tiền đúng không? Và nó tạo ra được cái thu nhập cho mình. Vậy thì bây giờ bạn hãy thử làm giống như mình như vậy, là bạn cũng sẽ tạo một cái kênh YouTube ở trên đó. Và bắt đầu bạn sẽ quay cái video giới thiệu, chia sẻ cái ứng dụng này lên trên đó. Thì bạn đừng có sợ là khi mà bạn up lên thì không ai xem. Chúng ta sợ cái việc đầu tiên là các bạn không dám làm để mà up lên thôi đúng không? Không dám làm để mà up lên đấy. Cái việc đó là cái việc sợ đầu tiên đó, chứ không phải là up lên xong sợ không có người xem. Mà mình có tự tin để có thể là mình chia sẻ cái ứng dụng này cho bạn bè của mình hay không? Ngay từ đầu thì bản thân của mình cũng giống như bạn như vậy thôi á, là cũng bắt đầu từ con số 0. Mình cũng rất là ngại nói chuyện, hoặc là ngại tiếp xúc, hoặc là ngại ra mặt lắm. Nhưng mà từ từ dần dần rồi chúng ta quen thôi. Và bạn thấy là trên đây bây giờ là rất là nhiều người giới thiệu về cái ứng dụng Hello này. Hầu như trên đây thì nhiều lắm không? Nhưng mà cái số lượng người giới thiệu á, nó vẫn còn ít hơn so với cái số lượng người xem. Xem video trên YouTube thì khá là nhiều người đó. Nhưng mà cái người chia sẻ ứng dụng này á, thì có thể đếm trên khoảng tầm đâu vài chục người thôi. Vài chục cái tài khoản như vậy thôi, nó không có nhiều đâu ha. Nên chúng ta vẫn còn rất là nhiều đất để diễn ở đó. Và bạn có thể chia sẻ cái đường link hoặc là cách tải cái ứng dụng này ở trên mạng xã hội, ví dụ như của Facebook nè, rồi của TikTok nè, đó là những cái nơi mà cho các bạn là có thể là kiếm được tiền đấy. Thì đầu tiên thì chúng ta làm thì nó sẽ không có trót lọt đâu, mà các bạn phải từ từ đúng không? Từ từ. Ví dụ như ngày đầu tiên mình giới thiệu không có được ai hết. Rồi, qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, đến một ngày nào đó thì bạn cũng sẽ nhận được cái thành quả giống như mình ở đây, là bạn cũng sẽ giới thiệu được cho một vài người bạn của mình, và từ từ đó thì chúng ta có động lực để mà chúng ta làm tiếp, không chỉ có ở cái ứng dụng Hello này mà sẽ còn cái nhiều cái ứng dụng về sau nữa để mà cho các bạn có thể là xây dựng được một cái tài khoản ở trên YouTube để các bạn có thể chia sẻ, và các bạn sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập phụ cho cái công việc chính của bạn hiện tại bây giờ đúng không? Kiếm tiền online nó không còn xa lạ nữa, nó rất là gần gũi rồi. Quan trọng là bạn biết cách để áp dụng cái phương pháp nào để vào trong đây để cho nó hiệu quả hơn nữa đúng không? Thì trước giờ thì bạn thấy là nhiều người cũng nói là kiếm tiền online lừa đảo lắm, nhưng mà bây giờ bạn hãy thử vào trong đó, bạn hãy xem. Chúng ta không cần phải đầu tư gì hết, không cần phải đi theo hình thức đầu tư, mà chúng ta chỉ cần là tham gia với cái hình thức là miễn phí. Bạn thấy là bản thân của mình vẫn kiếm được tiền với hình thức miễn phí như thế này á. Chúng ta sẽ làm cái chương trình gọi là marketing dành cho những cái ứng dụng thế này. Ứng dụng nó muốn đến gọi là ứng dụng nó muốn phổ biến đến cộng đồng thì nó phải cần những cái người giống như mình nè, mình giới thiệu cho các bạn như vậy đó, thì nó sẽ trả cái phần tiền đó. Thay vì nó chạy quảng cáo đúng không, thì bây giờ nó sẽ trả tiền đó cho cái người mà giới thiệu cho nó. Như vậy thì nó đã giới thiệu được rồi và rất là thành công đúng không?
chạy quảng cáo thì có thể là người ta cũng sẽ xem thôi, người ta cũng không có tải đâu. Nhưng mà nhờ những người giống như mình vậy nè, đi quảng cáo thay cho nó thì các bạn mới có thể biết được cái ứng dụng này, có thể là kiếm được tiền thì các bạn tải rồi các bạn chơi đúng không? Đó là cách để mà cho các bạn có thể là nhìn ra cái hướng để mà chúng ta có thể đi ha. Từ đầu có thể là cái kênh bạn làm á nó không có được chăm chút, không có được là tỉ mỉ lắm, nhưng mà từ từ chúng ta làm dần 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 á thì chúng ta sẽ tinh ý và chúng ta sẽ chỉnh sửa dần dần để cho cái kênh của mình làm sao để cho ngày càng nó bắt mắt hơn và có nhiều người theo dõi hơn. Cái việc nói chuyện lúc đầu nó cũng ấp úng ngập ngừng lắm, nói sai nhiều lắm, nhưng mà từ từ rồi chúng ta cũng quen cái cách gọi là truyền đạt với lại bạn bè với lại người xung quanh thôi đúng không? Đó thì lúc đầu mình cũng giống như bạn thôi, đừng có nghĩ là mình được như thế này là có thế này thế kia ha, mà cũng phải là rèn luyện và thay đổi chính bản thân mình mỗi ngày lắm. Rồi và với cái ứng dụng Hello này thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Các bạn nếu mà muốn tải ứng dụng này về chơi kiếm tiền á, một ngày là 300 ngàn trở lên á, thì các bạn tải và làm theo cái cách của mình ha. Chúng ta làm đi và khi mà có kết quả rồi thì mình thấy rất là vui sướng khi mà cái thành quả mình đã bỏ ra, công sức mình đã bỏ ra, khoảng thời gian mình đã dành cho nó bây giờ nhận lại được có kết quả thế này thì rất là vui luôn. Ok thì đây chỉ là một cái chia sẻ ngắn thôi. Hy vọng rằng khi mà bạn xem được cái video này á thì cũng sẽ tạo cho bạn một cái động lực để mà bạn có thể là phấn đấu và phát triển mình hơn nhé, để có thể kiếm được tiền từ cái việc là kiếm tiền online như thế này. Rồi những bạn nào mà rút tiền không về á thì xem lại cái phần video hướng dẫn cách sửa lỗi rút tiền trên ứng dụng Hello ha, mình có để ở đó, các bạn xem kỹ lại giúp mình cho đó ha. Ở đây thì mình sẽ chỉ là chia sẻ lại thôi chứ không có hướng dẫn đăng ký gì hết á. Nếu mà muốn hướng dẫn đăng ký thì các bạn xem lại trong cái phần mô tả video, ở đó mình có để cho bạn là hai cái đường link của hai cái video nha. Rồi như vậy thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kế tiếp lần sau và mình sẽ chia sẻ cho bạn thêm những cái phương pháp kiếm tiền hiệu quả nhất nữa chứ không chỉ có Hello này không đâu nha. Xin chào và hẹn gặp lại.